Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip các clip trước á thì năm 19 20 này thì thầy đã quay cho em 11 cái đề thi học kỳ 2 môn toán rồi đúng không nào? Rất là nhiều đề. Và các em chỉ việc ôn trong vòng 11 cái đề đó thầy nghĩ các em sẽ có kết quả rất là tốt ở trong học kỳ 2 năm học lớp 6 này đó ha. Trong clip hôm nay thì thầy sẽ bắt đầu quay cho các em ở cái môn vật lý lớp 6 học kỳ 2 các em nha. 11 đề thì nó quá xá là nhiều so với các khối còn lại rồi các em nha. Chúng ta không nên đòi hỏi gì nữa, tại vì bữa nay thầy đi dạy ở trên trường rồi nên là thời gian rất là bận, mà thầy đang cố gắng là quay cỡ đó thì thầy nghĩ chúng ta không còn gì để mà yêu cầu thầy gì nữa ha. Đây chính là cái đề số 1 các em. Thầy sẽ tiến hành quay hết cho các em cả cái đề này để các em có thể ghi chép vào trong một quyển sổ hay là một quyển vở nào đó để chúng ta tiến hành ôn tập. Tự làm trước em nha, tự làm trước. Phần trắc nghiệm nó gồm cả 6 câu và nó chiếm là 3 điểm. Được chưa nào? Ok, các em bấm dừng lại để các em ghi nha. Phần thứ hai là cái phần tự luận chiếm 7 điểm, gồm cả 5 câu. Cái đề này là cho các em tham khảo thôi, các em đừng comment hỏi thầy là thầy ơi cái đề này có trường em nó có ra hay không, có giống hay không. Thưa các em là cái đề này chỉ mang tính chất là các em thi thử và tham khảo, và nó cũng hên xui, không biết được là giáo viên có lấy những câu này để mà ra hay không thì thầy cũng chưa biết được. Các em hiểu chưa nào? Ok, chúng ta sẽ đi sang ở cái phần trắc nghiệm nha các em nha. Rồi các em bấm dừng lại và chép và tự làm trước đi nha. Ok, rồi ta đi sang ở câu số 1 các em. Trong các cách sắp xếp các chất nở vi nhiệt, từ nhiều, nhớ này, từ nhiều tới ít nha các em nha, nở nhiều nhất rồi ít nhất á, ý người ta nói như vậy. Cách sắp xếp nào sau đây là đúng ha? Rắn lỏng khí, rắn khí lỏng, khí lỏng rắn, khí rắn lỏng ha? Như vậy thì ở đây chúng ta căn cứ vào gì? Nở vì nhiệt mà phải từ nhiều cho tới ít. Như vậy trong quá trình học thì chúng ta đã biết rồi, cái chất gì mà nở nhiều nhất các em, đó chính là chất khí. Chất khí, rồi tới chất gì, rồi tới chất lỏng, rồi tới chất gì, rồi tới chất rắn. Như vậy cái thứ tự mà nở từ nhiều cho tới ít á, thì nó phải là khí, lỏng, rắn. Khí phải đứng đầu tiên là nở nhiều nhất, và rắn là nở ít nhất. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây đáp án A, rắn đứng đầu tiên là sai này, B, rắn đứng đầu tiên là sai này. Như vậy loại A, B này, chỉ có C, B, D có khả năng đúng thôi, tại vì khí đứng đầu này. Thấy chưa nào? Nhưng mà nãy thầy đã nói là khí rồi tới lỏng, chứng tỏ khí lỏng là C đúng nè, rồi tới rắn nè, còn D khí rắn là sai. Các em hiểu chưa nào? Như vậy thì ở đây đáp án ta cần phải chọn đó chính là đáp án C. Hiểu chưa? Ok, hiểu đúng không? Nước sôi ở nhiệt độ, trời ơi cái này nhắm mắt chọn cũng được. Chắc chắn là nước sôi ở nhiệt độ là bao nhiêu? Đó chính là 100 độ C ha. Như vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn luôn ở câu B. Đối với thầy và một số bạn giỏi thì cái đề nó tự nhiên rất là dễ, nhưng mà đối số một số em thì cũng chưa hẳn là đã dễ. Nghĩa là chúng ta phải có một cái lượng kiến thức dồi dào thì chúng ta khi mà chúng ta đã ôn tập xong ha, đã ôn tập xong và chúng ta tiến hành làm đề thì nghĩa là cái lượng kiến thức chúng ta đã đầy đủ rồi, đã học hết quyển sách rồi thì các em cũng có khả năng làm đề được. Chứ bạn nào mà chưa học hết quyển sách thì chưa nên làm đề, cái đấy người ta gọi là đốt cháy giai đoạn. Em hiểu nè. Trường hợp nào sau đây liên quan tới sự ngưng tụ? Nóng chảy và ngưng tụ thì chúng ta được học rồi đúng không nào? Câu A em. Khi hà hơi vào mặt gương thì thấy mặt gương bị mờ. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm. Khi đựng nước trong chai đậy kín thì lượng nước trong chai không bị giảm. Như vậy thì ở đây, thầy đọc lại nha. Câu D ở đây là cả ba trường hợp trên. Ha. Như vậy nè, khi hà hơi vào mặt gương thì thấy mặt gương bị mờ, cái này đó chính là sự ngưng tụ nè. Khi đun nước có làn khói trắng bay ra từ vòi ấm, đây cũng chính là sự ngưng tụ nè. Khi đựng nước trong chai đậy kín, nhớ điều kiện này là đậy kín nha, thì lượng nước trong chai không bị giảm đi. Như vậy thì ở đây cả ba trường hợp này đều liên quan tới sự ngưng tụ nha. Như vậy chúng ta sẽ chọn thầy ở đây là đáp án D, là
là câu đầy đủ nhất và chính xác nhất, được chưa? Đây sang câu số 4 nha. Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dựa trên hiện tượng, dịch dựa trên hiện tượng nào mà chúng ta được học? Ha? Nhiệt kế chắc biết chứ? Ha? Nhiệt kế chắc chắn là chúng ta biết, ví dụ nhiệt kế y tế. Nó có cái cột thủy ngân này em. Dạng nở vì nhiệt của chất lỏng. Ha? Dạng nở vì nhiệt của chất khí. Dạng nở vì nhiệt của chất rắn. Dạng nở vì nhiệt của các chất. Như vậy thì đáp án là đầy đủ nhất và chính xác nhất, đó chính là gì? Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của nhiệt kế dựa trên hiện tượng, đó chính là dạng nở vì nhiệt của các chất. Trong đó có thể có chất lỏng, hoặc là có chất rắn, hoặc là có chất khí, tùy cấu tạo nhiệt kế. Như vậy đầy đủ nhất đó chính là đáp án D, được chưa? Ta đi sang ở cái câu số 5 em nhé. Tại sao quả bóng bàn và bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại phồng lên? Thì cái này chúng ta thấy rất là hay, không? Chúng ta dựa vào nguyên lý hoạt động để mà chúng ta có thể giải thích được. Tại vì cái phần này trong sách giáo khoa, trong clip trong sách giáo khoa thì thầy đã giải thích rất là kỹ. Đó chính là cái không khí, không khí hay nói cách khác là cái chất khí ở trong quả bóng bàn, nó đã gì khi chúng ta bỏ vô trong, ví dụ trong một cái tô nước nóng, nước nóng thì không khí ở trong cái quả bóng bàn á, nó đã nở ra và nó đã đẩy cái chỗ bị bẹp nó phồng lên. Còn nếu như sau này chúng ta học về vật lý lớp 8 nha, chúng ta học về ví dụ như cơ năng hay là động năng hoặc là thế năng, thì các em sẽ giải thích rất là rõ ở cái phần quả bóng bàn này. Quả bóng bàn nở ra và bóng bàn co lại, chất khí trong quả bóng bàn nở ra đẩy chỗ bị bẹp phồng lên và bóng bàn nhảy đi. Đây chính là câu B, được chưa? Ta đi sang câu số 6 nha. Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự nóng chảy? Sự nóng chảy hồi nãy là ngưng tụ là biết rồi, bây giờ tới sự nóng chảy ha. Đúc tượng đồng, xương đồng trên là xương đồng trên lá cây, đây lá. Làm muối, đây là ngưng tụ này. Ngưng tụ này, làm muối. Khăn ướt khô thì khi phơi ra nắng, khăn ướt khô khi phơi ra nắng. Như vậy nóng chảy ở đây chắc chắn là các em thấy các cái làng mà đúc tượng đồng không, người ta phải mua đồng về người ta nung đi. Đồng này nó sẽ chảy ra, người ta sẽ đúc vào trong cái tượng, tùy theo cái tượng mà người ta yêu cầu, dù Phật, Quan Thế Âm hay là cái gì gì đó ha. Thì đó chính là chúng ta chọn phải đáp án A ở đây, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta đi xem, chúng ta nhìn lại thầy phần trắc nghiệm một tí nữa. Từ câu 1 đến câu số 6 các em đã làm hết rồi đúng không? Ta có làm giống như thầy không hay các em làm khác, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang ở cái phần tự luận. Phần tự luận thì các em sẽ làm ở trong tờ giấy nhé. Đây câu số 1, 2 điểm. Thế nào là sự sôi, sự bay hơi, sự giống nhau và khác nhau ở điểm nào? Thì đầu tiên chúng ta sẽ nêu khái niệm trước, sự sôi trước em nhé. Thì chúng ta được học rồi, sự sôi đó chính là sự hó hơi xảy ra cả trên mặt thoáng chất lỏng và trong lòng chất lỏng, được chưa nào? Đó chính là sự hó hơi xảy ra trên mặt thoáng chất lỏng và trong lòng chất lỏng. Đó chính là sự sôi, sự bay hơi. Sự bay hơi đó chính là gì em? Bạn nào biết? Ở đây người ta không hỏi là cái sự bay hơi là gì, mà người ta lại hỏi là sự bay hơi và sự sôi giống và khác nhau điểm nào. Thì bây giờ chúng ta sẽ trình bày giống và khác nhau luôn các em nha. Sự bay hơi và sự sôi giống nhau trước, đó chính là gì các em? Đó chính là ở chỗ là đều là sự chuyển từ thể lỏng sang thể gì, từ thể lỏng sang thể thể hơi, đúng không nào?
là gì game? Điều là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, được chưa? Còn bây giờ khác nhau ở chỗ nào game? Sự sôi á nha. Bây giờ chúng ta sẽ dùng thước chúng ta kỹ làm đôi ra đi để em dễ dàng phân biệt nha. Một bên là sự sôi và một bên là sự bay hơi nha. Khi em so sánh thì em nên kỹ ra để một bên, để hai bên, để người ta khi giáo viên chấm thì người ta sẽ rất là dễ dàng, người ta có thể quan sát được. Bên đây là sự sôi này, bên đây là sự bay hơi, được nào? Như vậy thì sự sôi nó xảy ra gì? Xảy ra trên mặt thoáng và cả trong lòng chất lỏng, được không? Còn sự bay hơi á thì nó như nào em? Nó chỉ xảy ra trên mặt thoáng thôi, chỉ xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng, được chưa nào? Tiếp tục, sự sôi á thì nó chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định nha, chỉ xảy ra ở một nhiệt độ nhất định, được nào? Còn sự bay hơi là xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào, đó chính là xảy ra ở bất kỳ nhiệt độ nào, được chưa? Rồi, đó chính là câu số 1 em. Được chưa nào? Ok, như vậy thì clip hôm nay tới đây là kết thúc em nhé. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái phần tự luận còn lại, từ câu số 2 cho tới câu số 5, được không nào? Một cái đề này mà thầy quay hết thì nó rất là dài nghe, nên thầy sẽ chia thành hai clip để mà thầy hướng dẫn cho em. Thì đường là tối ngày mai vào lúc 19 giờ, nghĩa là 7 giờ là tối, clip thầy lúc nào cũng bật lên ở chế độ thầy cài tự động em nhé. Nên là cứ đúng 7 giờ đêm là em vào em xem và nhấn cái chuông thì nó sẽ gửi thông báo tới. Ok, rồi chúc em học tốt và chúng ta làm hết trình thầy cái đề thi này nhé. Ok, bye bye các em. Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong cái đề số 1 vật lý thì thầy đã quay xong cho em ở phần trắc nghiệm cũng như là câu 1 ở phần tự luận này, đúng không nào? Từ câu số 2 và tới câu số 5 thì thầy sẽ quay ở trong clip này, được không? Chắc có lẽ các em cũng đã làm rồi đúng không nào? Khi mà các em làm rồi thì các em bây giờ hãy ngồi nghe xem cách trình bày và trình bày chi tiết hướng dẫn giải của thầy các em nhé. Ta sẽ đi sang câu số 2. Dựa vào đồ thị vẽ cái đường biểu diễn sự dựa vào đồ thị vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất A. Trả lời câu hỏi xong. Đây các em, ở đây là nhiệt độ này, ở đây là độ C các em nhé. Còn cái cột ở phía dưới đây là cái thời gian T này, đơn vị là phút. Còn nhiệt độ ở đây các em thấy 50 độ, 60 độ, 70 độ, 80 độ, 90 độ, 100 độ này, độ C các em. Đây tương ứng là 0, 1, 2 cho tới 10 phút, được chưa nào? Thì ở đây người ta nói này, nhiệt độ nóng chảy của chất A là. Như vậy thì ở đây thầy sẽ điền trực tiếp trên cái tờ giấy này luôn nha. Nhiệt độ nóng chảy của chất A là bao nhiêu các em? Em nhìn ở đây nè. Như vậy nhiệt độ nóng chảy của chất A ở đây, thấy chưa? Ok, đúng không? Như vậy thì ở đây nó sẽ là bao nhiêu? 80 độ C, đúng không? Đây, 80 độ C.
Được không? Hiểu đúng không nào? À, chất A là, nghĩa là chất gì mà là tương ứng ở đây là 80 độ C. À, đó chính là gì? Đó chính là bàn phím nha. Bàn phím. À. Thời gian nóng chảy của chất A là đây nha. Là mấy phút đây? Từ 5 cho tới 7 này. Các em thấy cái đoạn này nè. Cái đoạn này là biểu thị nóng chảy của nó nè. Được không? Thì nói lại nè. Cái thời gian nóng chảy của nó là từ 5 phút cho tới 7 phút. Chứng tỏ khoảng cách này chỉ có mấy phút. Đây nè, 2 phút. Đúng chưa? Như vậy ở đây các em ghi lại là 2 phút. Ở 70 độ C, chất A tồn tại ở thể gì? Đây. Như vậy thì nếu như mà ở 70 độ C thì nó chưa nóng chảy thì chắc chắn chất A nó sẽ tồn tại ở thể gì? Ở thể rắn. Thể rắn em nhé. Chứ không phải nhìn ở chỗ đây 5 phút là ghi 5 phút đâu, tập 7 á. Mà các em phải coi cái đường này, đường nằm ngang này. Nó kéo dài là mấy phút. Như vậy ở đây là từ 5 tới 7 phút thì chứng tỏ là nó chỉ diễn ra là nóng chảy là 2 phút. Các em hiểu chưa? Ok. Câu số 2. Ta đi sang câu số 3 các em nhé. Rồi, ta đi sang câu số 3 một điểm nha. Người ta hỏi các em là tại sao vào mùa lạnh khi hà hơi vào mặt gương ta thấy mặt gương mờ đi, rồi sau một thời gian mặt gương lại sáng lại. Thì cái này các em thấy nó rất là thực tế. Các em không tin thì ví dụ như vào tháng 12, tháng 1 rồi đó, không gần Tết rồi các em. Mùa lạnh á, thì các em vào buổi sáng sớm á, thì các em sẽ hà hơi vào trong cái gương xe máy chẳng hạn. Thì đầu tiên em sẽ thấy mặt gương nó sẽ mờ, nhưng mà sau một thời gian thì nó lại sáng trở lại chứ không phải là nó mờ miết. Được không nào? Tại vì sao em? Nhiệt độ cơ thể của chúng ta á, thì nó sẽ cao hơn nhiệt độ của không khí. Nên là khi chúng ta hà hơi vào mặt kính á, thì hơi nước trong cơ thể nó sẽ gặp lạnh. Nên nó sẽ xảy ra cái hiện tượng mà gì mà chúng ta được học rồi. Đó chính là hiện tượng ngưng tụ. Không? Nó tạo thành các hạt nước nhỏ, nó làm mặt kính nó mờ đi. Sau đó các hạt nước nó li ti đó nó lại bay hơi đi. Ngày đầu tiên nó ngưng tụ, sau đó nó bay hơi, nên là mặt kính nó lại sáng trở lại. Nó có hai cái hiện tượng nó xảy ra như vậy, được chưa? Cái ghi này đây là cái nhiệt độ cơ thể cao hơn nhiệt độ không khí, được chưa nào? Khi chúng ta hà hơi vào mặt kính thì hơi nước trong cơ thể nó gặp gì? Nó gặp không khí lạnh, nghĩa là gặp lạnh, đúng không nào? Nên nó sẽ xảy ra hiện tượng gì? Nên ngưng tụ tạo thành các cái hạt nước nhỏ đó nè, làm mặt kính mờ đi, được chưa nào? Sau đó các cái hạt nước li ti đó nó lại như nào em? Nó lại bay hơi. Đó, bay hơi. Nên mặt kính sáng trở lại. Được chưa? Ta giải thích như vậy nha. Rất là dễ hiểu đúng không ha? Đầu tiên ngưng tụ trước, sau đó nó bay hơi thì làm cho mặt kính nó sẽ sáng trở lại. Rồi chúng ta sẽ đi sang câu số 4 em nhé. Câu số 4 em. Nam muốn ăn thức ăn nóng và định bỏ thịt hộp, đóng hộp mới mua vào xoong nước để đun sôi. Thịt hộp thì chắc là biết chứ phải không? Mẹ vội vàng ngăn lại và nói rằng làm như thế nguy hiểm lắm.
Em hãy giải thích cho Nam vì sao không được làm như thế và phải làm như thế nào mới được. Cái hộp thịt hộp chắc là các em biết chứ không? Hộp thịt hộp hoặc là cá hộp các em, người ta đã kho này nọ làm sẵn và đóng hộp các em không? Nếu như các em mua về bạn em thèm quá thì các em cũng không nên làm giống như bạn Nam nhé. Các em mà bỏ cái hộp thịt vào và các em đun nước nóng đó, thì sao em ha? Nó khiến cái hộp nó sẽ như nào, nó nóng lên và đồng thời nó sẽ nở ra, và không khí ở trong hộp nó nở ra nhiều hơn cái vỏ hộp, nên là nó gây hiện tượng là gì, một cái lực nó tác dụng lên vỏ hộp và có thể là gây gì, gây nổ cái hộp đó, gây nổ cái hộp đó em nhé. Và chắc chắn khi nổ thì nó sẽ vỡ cái hộp, nên là chúng ta muốn mà ăn mà cho nóng á, thì chúng ta phải mở nắp hộp ra trước rồi mới hâm nóng thức ăn lên, mở cái nắp ra trước, em hiểu chưa? Như vậy thì ở đây em ghi thầy là làm như vậy sẽ khiến hộp nóng lên và nở ra. Đó. Không khí trong hộp cũng sẽ như nào, đồng thời nó cũng sẽ nở ra, nó sẽ nở ra, và khi đó nó nở ra thì chắc chắn sẽ nhiều hơn là cái vỏ hộp nên gây ra một cái lực tác dụng lên vỏ hộp ha. Và có thể gây nổ hoặc là vỡ hộp, được chưa nào? Như vậy thì bạn Nam mà muốn ăn nóng thì Nam nên mở cái nắp hộp ra trước rồi mới hâm nóng thức ăn. Được chưa? Đó. Ta nhớ như vậy nha. Chúng ta sẽ đi sang câu số 5. Đây sang câu số 5 nha. Cái bài này có sự tính toán em nha. Một thùng đựng 200 lít nước ở 20 độ C. Khi nhiệt độ tăng từ 20 độ C lên 80 độ C thì 1 lít nước nở ra thêm là 27 cm khối. Hãy tính thể tích của nước có trong thùng khi nhiệt độ lên 80 độ C. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ xem thử là khi mà ban đầu thì nó có 200 lít. Đúng không? Khi người ta đun thì nó sẽ nở lên thêm. Cứ gì đây này, 1 lít nước, nhớ này, 1 lít thì nó nở thêm là 27 cm khối. Đúng không? Như vậy 200 lít thì nó nở thêm ở đây là bằng bao nhiêu cm khối? Sau đó các em sẽ, đây là cái phần nở này. Sau đó các em lấy phần nở này chúng ta cộng. Chúng ta cộng với cái thể tích 200 lít ban đầu cộng với nở này thì nó sẽ ra được cái thể tích của trong cái thùng đựng đó. Ví dụ trong cái thùng này ban đầu nó đã có chứa 200 lít. Đúng không? Bây giờ chúng ta tính giùm thầy cái phần nở này ra và các em cộng với 200 lít này nó sẽ ra được cái thể tích của nước ở trong thùng này. Các em hiểu nè, nghĩa là 1 lít thì nó nở ra thêm 27 cm khối. Được chưa? Như vậy 200 lít thì nở ra bao nhiêu cm khối bằng cách nào? Ở đây chúng ta gọi nó là x đi. Thì các em lấy x nhân cho 1 ha. Và lấy 200 lít này nhân cho 27 cm khối. Thì nó sẽ ra được cái, tính được cái số lít nước mà nó đã nở ra. Sau đó các em lấy x này cộng với 200 thì ra được là cái số lít nước ở trong cái thùng này. Hiểu chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta giải chi tiết này. Bây giờ chúng ta sẽ ghi hình thầy lời giải là 200 lít nước nó sẽ nở thêm
xem thử là cái thể tích là bao nhiêu, bằng cách lấy 200 lít nhân cho 27 thì ở đây nó sẽ bằng là 5.400 cm khối. Và các em đổi ra lít bằng cách là chia cho gì, chia cho 1.000 các em nhé, chia cho 1.000 thì bằng 5,4 lít, các em hiểu không? Đấy. Cm khối này thì nó tương ứng với lại ml này, được chưa? Từ chúng ta đổi ra lít là các em sẽ chia cho 1.000. Như vậy thì cái thể tích nước trong thùng ở 80 độ C là, thì các em sẽ lấy 200 lít ban đầu cộng cho 5,4 thì bằng bao nhiêu gam? 205,4 lít, được chưa? Đấy. Nó đơn giản vậy thôi. Đối với lớp 6 thì như thế thôi em, chứ nó không phức tạp giống như các anh chị lớp lớn đâu. Cứ bình tĩnh nha. Như vậy clip hôm nay tới đây là kết thúc em nha. Trong clip sau thì thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái đề vật lý số 2. Đề số 2 các em cứ yên tâm là thầy sẽ quay chắc khoảng 2-3 đề đó. Vật lý thì chắc quay ít hơn toán đó nha. Nói trước như vậy chứ không đòi hỏi nhiều nha. Ok. Nhưng mà lúc nào chúng ta cũng phải tin tưởng vào thầy. Thầy cứ rảnh lúc nào thầy sẽ quay cho các em lúc đó, được chưa nào? Và các em nha, chúc em học tốt.